bốn doanh nghiệp vào tới bán kết Euro là Adidas, Holman, Nike và Puma. Đó là bốn doanh nghiệp tài trợ giày áo cho các đội tuyển Tây Ban Nha, Đan Mạch, Anh và Italia. Tờ La Gazzetta dello Sport ra tại Italia cho biết tổng số tiền mà các doanh nghiệp đổ ra tài trợ giày áo cho các đội tuyển lần này lên tới 238 triệu euro. Nhiều nhất là cho đội Pháp hơn 50 triệu euro. Thứ nhì là cho đội Đức 50 triệu. Thế nhưng bất ngờ thua sớm Cầu thủ Pháp chỉ sò dây Nike được có 4 lần. Cầu thủ Đức thì cũng chỉ mặc áo Adidas cũng có mỗi 4 lần. Trong khi đó thì đội Đan Mạch vào tới bán kết nhưng chỉ được tài trợ có 3 triệu euro. Hóa ra là theo bài báo các doanh nghiệp tài trợ căn cứ vào 3 tiêu chí đội tuyển đá giỏi, quốc gia đó đông dân và có nhiều người hâm mộ bóng đá. Đội Đan Mạch đá tốt nhưng nước Đan Mạch bé quá, chỉ có 6 triệu dân, thị trường giày áo thể thao không lớn. Hãng Homon nay được mọi người biết đến ấy, thì cũng chỉ bán được giày áo đội tuyển Đan Mạch trong cái thị trường nhỏ bé ấy mà thôi. Adidas và Nike vào đến bán kết cũng không phải là chuyện bất ngờ. Hai hãng vẫn luôn dẫn đầu về số tiền bỏ ra tài trợ cho các đội tuyển quốc gia. Tờ Examiner của Ireland trong bài báo có tiêu đề trận chiến lớn nhất giữa Adidas và Nike liệu có phải là trong Euro này không? Đã liệt kê Nike tài trợ cho 9 đội, Adidas 8, Puma 4, và ba hãng ít tên tuổi hơn là Hummel, Zoma và Zaco mỗi hãng tài trợ cho một đội tuyển. Bài báo viết quần áo giày mũ thể thao là một thị trường béo bở đến nỗi không có gì phải ngạc nhiên khi mà thấy những khoản tiền tài trợ khổng lồ cố gắng biến đội tuyển thành đồng nghĩa với thương hiệu đứng ra tài trợ. Nói riêng về đội tuyển Pháp rất được các nhà tài trợ quan tâm. Vì nước Pháp 68 triệu dân yêu thích bóng đá, đội tuyển cũng mạnh Pháp ra đi quá sớm làm cho hãng Nike hững hụt mà Liên đoàn bóng đá Pháp cũng hụt thu ít ra là 8 triệu rưỡi euro so với dự kiến ban đầu. Tờ đồng đội ra tại Pháp giải thích, đội tuyển Pháp đã kỳ vọng con số 28 triệu rưỡi euro. Nào ngờ Pháp phải ra đi quá sớm, chỉ với hơn 14 triệu euro. Các cầu thủ sẽ chia nhau 1 phần 10 số tiền đó. Tính ra thì kỳ euro này, mỗi cầu thủ Pháp chỉ nhận được khoảng 1 tỷ 3 đồng Việt Nam. Đó là một số bài trên báo chí tuần qua. Lê Hồng Quang, phóng viên truyền hình Việt Nam từ châu Âu.